Hello anh em nha. Hôm nay bên em lại phải tiếp tục thuê một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất đời 2005, dòng xe bánh treo nha, 63 Tiền Giang 03342 nha anh chị. Dòng này form mới rồi, bánh treo đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đây ra ánh sáng quay cho cô chú chị dễ nhìn nè. Mâm nè, mâm đúc nè, trước thắng đĩa sau là thắng bua nha. Biểu tượng của Isuzu Highlander. Con này tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu rồi. Bận cho em nó một cái bộ áo màu đen, đi lên một bộ tem rất là dễ thương nha cô chú chị. Đây phong dáng của em Isuzu nè. Mâm nè, mâm đúc nè. Bốn vỏ tương đối là khá mới nè. 80% gầm bề nè. Gầm bề là không có dấu hiệu là mục mọt. Kết hợp là bề gác chân đầy đủ tính năng trên chiếc xe nè. Form mới thì đi đôi sẽ là cụm đèn mắt liếc nha. Hai cụm đèn mắt liếc hết toàn bộ nha cô chú chị. Đây nè, hai cụm đèn mắt liếc nè. Biểu tượng mặt kẹn của Isuzu Highlander nè. Bốn vỏ đẹp như nhau nè. 80% luôn. Mâm nè. Đó, phần gầm. Đó, gầm cao mấy thoáng. Máy 2.5, dòng này chưa có turbo nha. Cuối 2007 mới có turbo nha cô chú anh chị. Nội thất đẹp, đồng sơn ok. Đây nội thất nè. Xe sạch sẽ và rất là liền lẹt nha. Không có dấu hiệu là khoan đục hay chấm đục. Những cái vân gai trên phần tấp bi nè, đẹp như vậy. Số sàn nha. Đó, số sàn cũ số còn rin như. Không dấu hiệu phai mờ luôn. Ghế thì kết hợp chủ nhà đã bọc lại toàn bộ ghế da rồi. Tắp bi cửa những cái vân gai, vô lăng bốn chấu, vô lăng dịp. Trang bị đầu CD nghe nhẹ thôi. Đây là phần tắp bi nè, những cái vân gai nè. Lót sàn là sàn da nha. Đó, lót sàn sàn da nè. Sạch sẽ chưa? Máy dầu. Ghế phía sau nè anh chị. Mẫu xe 7 chỗ. Con này thì được trang bị là đến 3 dàn lạnh, một trước hai sau nha. 3 dàn lạnh nè. Đây một dàn phía sau ở đây, hay một dàn nữa nha. 3 dàn lạnh nha cô chú anh chị nha. Thoải mái luôn. Trần nè. Trần đẩy nguyên bản của nhà sản xuất. Xe này bên em cũng dọn kỹ rồi. Bà con cô bác nào muốn mua bộ xe tiết kiệm nhiên liệu này thì alo cho Trần Anh. Hotline 0961 406 408 726 nha. Đầy đủ tính năng rồi. Đây anh chị, phần cánh sau nè. Đó, những cái vân gai, những tắp bi bên phần cánh sau nè. Hai loa là nguyên bản của nhà sản xuất, tay nắm đầy đủ nha. Nước xịt kiến. Ghế sau nè. Bà con có thể gấp ghế lại nha. Ba dàn lạnh anh chị nha. Một trước hai sau, trần mới tinh. Tay nắm trên trần còn đầy đủ tính năng luôn. Trải nghiệm vô phần máy cùng với Trần Anh ô tô nha. Hai cụm đèn nguyên bản của nhà sản xuất đây. Long lanh chưa? Đẹp cực kỳ, mẫu xe ít tiền. Về che nắng che mưa, chạy kinh doanh dịch vụ rất là ok nha. Chuẩn chưa? Con này trang bị lốc khóa mở cửa từ xa rồi. Đời nhẹ phát là nổ rồi nè anh chị. Vô lăng nè. Vô lăng biểu tượng của Isuzu này, trợ lực nè. Riêng dòng Isuzu trợ lực dầu nhẹ lắm. Nhẹ tưng, gạt mưa phía sau. Đầy đủ tính năng trên đang hoạt động nha. Tắp lô tắp bi liền lẹt nè. Xe này cũng một nhà đào thiên chiếu déo nha. Bộ kính cửa chỉnh điện. Dán tin cách nhiệt hết toàn bộ. Đây anh chị. Cũ số nè. Cũ số là nguyên bản cho xe nè. Khay gạt tàn thuốc đầy đủ tính năng nè. Máy lạnh nè. Mở một phát lạnh ngắt rồi nè cô chú chị ạ. Mở một phát lạnh ngắt rồi nha. Máy lạnh có rồi. Đây là còn gương chỉnh điện này. Đó, gương chỉnh điện đang hoạt động này. Ok chưa? Hai linh năm thì cũng 15-16 năm rồi. Máy dầu mà, được cái tiết kiệm nhiên liệu thôi. 7 chỗ nha. 7 chỗ cực kỳ là nhỏ gọn, cực kỳ là thon luôn. Đến với tay người sử dụng, sơn si bóng lắm, không một dấu hiệu chì xước. Hai cục đèn, đây là hai cục đèn mắt liếc nè, nguyên bản của nhà sản xuất nha. Đây anh chị coi nè, mạc tem nè, chất sơn riêng còn là mạc tem nguyên bản của Isuzu nè, không có dấu hiệu đâm phai cứng đục trên nắp capo nha. Đẹp như nhau. Hai bên nè, hai bên sóng lường nè, không một dấu hiệu móp méo. Trang bị cho em nó là bình khô.
xài dây dây của loa kem hết toàn bộ nha. Máy êm chưa? Ốp chụp nguyên bản của dòng Isuzu nè. Máy đổ thì thầm mùa xuân luôn. Dầu trợ lực nguyên bản nha. Dầu thắng nè. Bơm nè, bơm dầu nè. Hai bên lường nè. Boe nè. Boe nguyên bản của nhà sản xuất nè. Đẩy cách nhiệt là không có dấu hiệu rách rưới nha. Không có dấu tích là rách rưới nha cô chú chị. Xe có độ hơi nhẹ một tí thôi. Nè, anh chị thấy không? Xe có độ hơi nhẹ một tí xíu thôi. Không ảnh hưởng nha. Máy dầu mà. Phiên dòng Isuzu thì độ hơi nhẹ là bình thường nha. Không ảnh hưởng, xài bét heo hết toàn bộ nha. Máy êm lắm. Đó, xe có sao Trường Anh báo chi tiết đến toàn thể tất cả các bà con cô bác luôn nha. 1, 2, 3, 4. Có là xài 4 cái bét heo nè. Máy lạnh nè, đang mở. Đây là dàn trước của em nó nè. Biểu tượng là của Isuzu nè. Rin hết từ anh viết luôn. Dòng này sử dụng quạt ly tâm hết toàn bộ. Cô chú anh chị càng đạp ga lớn, quạt càng giải nhiệt kết nước cho cô chú anh chị nha. Đăng kiểm tháng 7 năm 2021. Anh chị trải nghiệm tính năng phần gầm của em Isuzu nè. Đây là gầm bàn. Đó là gầm cao bánh lớn cực kỳ nè. Đó, bà con thấy phần gầm không? Gầm nè. Anh chị nào đam mê về mẫu này alo cho em. Máy cực kỳ là êm ái nha. Máy nổ nè. Êm chưa? Nhớ đăng ký channel bên Trang Auto và đừng quên bấm vào chuông thông báo nha. Em cập nhật về rất là nhiều xe và phục vụ cho bà con cô bác toàn những mẫu xe chiến thôi. Máy móc bảo dưỡng 6 tháng nha, đầy đủ nha, hỗ trợ góp luôn. Đó, đam mê mẫu này thì alo nhé. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại đây này. Em xin chào và hẹn gặp lại.